Nhóm nghiên cứu tại Đại học Ben Gurion đã phát triển một phương tiện vận hành bằng cá có tên gọi FOV. Chiếc xe robot được đặt một bể cá ở phía trên. Hệ thống camera ghi lại các động tác của cá trong nước và chuyển đổi thành chỉ dẫn di chuyển, và chiếc xe sẽ di chuyển theo hướng mà con cá va vào thành kính của bể cá. Nghiên cứu được thực hiện với 6 con cá vàng, mỗi con được học khoảng 10 bài học lái xe. Mỗi khi chúng đạt được mục tiêu do các nhà nghiên cứu đưa ra, chúng sẽ được thưởng thức ăn. Đáng chú ý là những con cá không mất nhiều thời gian để học cách lái phương tiện. Ban đầu chúng rất bối rối, nhưng chúng nhanh chóng nhận ra rằng có mối tương quan giữa chuyển động của nó với cỗ máy bên dưới. Đó là thứ mà chúng nhận ra khá nhanh. Nghiên cứu cũng giúp chỉ ra rằng một con cá có khả năng nhận thức để điều hướng bên ngoài môi trường nước tự nhiên của nó, có thể mở rộng kiến thức khoa học với các kỹ năng điều hướng cần thiết của động vật.